Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiết cho bóng đá 5 phút ngày 4 tháng 2. Mình là Hoàng Spin. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin nóng nhất đến từ Premier League. Chi 600 triệu, Chelsea chỉ cầm hòa thành công Fulham. Trước khi chuyển nhượng mùa đông vừa qua thì Chelsea đã chi ra rất nhiều tiền. À mà không, phải nói là rất nhiều tiền mới đúng. Và họ cũng đã có những thành quả đầu tiên khi mà cầm hòa thành công Fulham với tỷ số là 0-0. Nhiều người chưa tìm hiểu gì bắt đầu chê trách Chelsea. Nhưng mà họ đâu biết rằng chỉ ở tháng 1 vừa qua, Chelsea đã thua Fulham với tỷ số là 1-2. Bây giờ cầm hòa 0-0 đã là tốt lắm rồi còn gì. Ở trận này thì Enzo Fernandez đã đá chính và anh cũng đã có một màn ra mắt rất là tốt khi mà thi đấu ấn tượng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Còn một chàng tân binh khác là Modric thì lại thi đấu khá tệ. Anh chơi 45 phút, chạm bóng chỉ vỏn vẹn 19 lần, tranh chấp chiến thắng 1/6 lần, không cú sút trúng đích, không lần kiến tạo, không cơ hội tạo ra. Hòa trận này Chelsea đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Người ta lại bắt đầu lo cho The Blue, lo rằng họ chi ra 600 triệu chỉ để cạnh tranh một vị trí đá C3. Enzo Fernandez bị câu lạc bộ cũ chỉ trích không thương tiếc. Vào những thời khắc cuối cùng của kỳ chuyển nhượng thì Enzo Fernandez đã rời Benfica để đến Chelsea. Đây là một bản hợp đồng tốn rất nhiều giấy mực của báo chí. Chelsea thì rất vui khi mà có được một cầu thủ tốt. Còn Benfica thì sao ạ? Họ lại tỏ ra khá là tức giận với chàng cầu thủ cũ của mình. Trong buổi họp báo mới đây của mình thì chủ tịch của Benfica, ông Rui Costa đã chia sẻ: Enzo Fernandez đã không muốn ở lại Benfica. Cậu ta đã không cho chúng tôi bất cứ cơ hội nào. Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi rất buồn, nhưng mà tôi sẽ không khóc bởi vì một cầu thủ không muốn ở lại. Vào ngày cuối cùng, chúng tôi đã được thỏa thuận bán Enzo cho Chelsea vào mùa hè, nhưng mà cậu ta vẫn không chịu ở lại. Cậu ta đã tìm mọi cách để ra đi. Chúng tôi đã cố gắng nài nỉ, nhưng mà Enzo không thể hiện sự thiện chí. Khi mà tôi nhận ra sự thật thì tôi không muốn cậu ta khoác áo Benfica thêm một lần nào nữa. Rui Costa vừa tức giận vừa đếm tiền cho hay. Đá trận đầu tiên, Công an Hà Nội bón hành đội top 3 V-League. Trong bóng đá đúng là bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Topland Bình Định là câu lạc bộ top 3 V-League vừa rồi với hàng loạt sao số. Công an Hà Nội thì là đội bóng tân binh cũng đã mua rất nhiều ngôi sao. Mọi người mong chờ đây sẽ là một trận đấu đổi công hấp dẫn đỉnh cao đẳng cấp. Thế nhưng mà không. Công an Hà Nội đã đá với Topland Bình Định như là bố đá với con vậy. Sau khi mà hiệp 1 kết thúc, đội bóng chủ nhà đã dẫn trước 2-0. Bước sang hiệp 2 thì cái tên Tsumo đã làm tất cả phải nhớ đến khi mà anh ghi liền một cú hat-trick ở các phút thứ 70, 81 và 83. Có thể là anh đỡ bóng khá là vụng về như là Lukaku vậy, nhưng mà khả năng dứt điểm của anh thì lại quá bén. Công an Hà Nội không cần đi tất xanh, không cần mang còng số 8 nhưng mà vẫn thắng tưng bừng. Lúc này nhiều người lại bắt đầu cảm thán cho Đặng Văn Lâm. Cả kỳ AF Cup thủng lưới mỗi 3 bàn, mà đá trận đầu tiên ở V-League thủng lưới con miệng nó luôn 5 bàn. Đúng là rời xa vòng tay đội tuyển là bão tố. Ronaldo mở tài khoản đầu tiên tại Anas. Vậy là cuối cùng điều gì đến cũng đã đến. Điều mà tất cả người hâm mộ mong chờ đã xảy ra. Ronaldo đã có bàn thắng đầu tiên của mình trong câu lạc bộ Anas. Suốt 90 phút thì Anas đã để đối phương dẫn trước với tỷ số là 2-1. Cứ tưởng như là mọi thứ đã kết thúc rồi, nhưng mà không. Đến những phút bù giờ thì Ronaldo đã lên tiếng. Trọng tài đã cho Anas đâng hơn một quả pen. Ronaldo là người được chọn và anh đã không làm mọi người phải thất vọng. Ronaldo ghi bàn và đã ăn mừng theo một cách quen thuộc. Đây là một bàn thắng mang tính chất rất quan trọng, bởi nó là bàn thắng mở tài khoản của Ronaldo tại Anas. Nó đã giúp cho Anas có thêm được một điểm. Và với 34 điểm sau 15 vòng đấu, câu lạc bộ vẫn chiếm trẻ ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng. CR7 cũng đã cán cột mốc ghi bàn trong 22 năm dương lịch liên tiếp. Một con số quá kinh khủng tởm mà bất cứ cầu thủ nào cũng phải mơ ước. Aubameyang mất suất đá C1 vào tay đàn em. Như đã biết thì trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Chelsea đã mang về rất nhiều những tân binh. Và không chỉ vậy, đó còn là những tân binh rất chất lượng. Nào là João Felix, rồi là Modric, rồi là Enzo Fernandez. Tuy nhiên thì luật của UEFA đã ghi rõ về số lượng cầu thủ có thể đăng ký cho Champions League. Những tân binh như là Fofana, Madueke, Andre Santos, Gabriel Slonina hay là Badiasai đã không được chọn. Và Chelsea cũng sẽ phải chọn ra một vật tế thần nữa để nhường chỗ cho Enzo Fernandez, João Felix và Modric. Và người được chọn ở đây chính là Aubameyang. Sau khi mà có màn thể hiện không tốt trong thời gian vừa qua thì Aubameyang đã không được tin tưởng. Chuyển sang Chelsea từ tháng 9 nhưng mà anh mới chỉ ghi được 3 bàn và cũng mới chỉ đá chính 9 trận dưới thời huấn luyện viên Graham Potter. Đúng là quá buồn cho Aubameyang. Giờ ở lại Chelsea không được mà quay trở lại Barcelona cũng không xong. Đến đây thì bản tin chiều bóng đá 5 phút ngày 4 tháng 2 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share được kênh dưới chuông để đón xem những số bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.